Xin chào mọi người nha. Video này tiếp tục em hướng dẫn cho mọi người cái này xử lý mấy cái vết đen nha, mấy vết đen hay mấy vết lỗi keo AB rồi hay gì đó. Thì đây cái tủ này hồi sáng em có quay nè, bã bột nè, bã bột xong hết rồi mấy anh, xả bột xong hết rồi, xả bột từ sáng giờ luôn á, là từ sáng cho giờ là tầm 3 giờ chiều đó. Xả quá trời xả. Thì bây giờ mình bùa cái vết đen này nè, đây chủ yếu là bùa vết đen này nè. Đó chị vô đó, bùa vết đen đó nha mấy anh. Thì bùa vết đen đó mình bùa đi, mình vẽ đại đi chứ không phải bùa gì đâu. Tại vì bùa này á, vẽ bùa này á, có một cái anh mấy anh á chuyên đi vẽ để anh ăn tiền ta vẽ vân á. Còn ở đây anh em làm nghề thì không có giỏi về khâu đó. Nên là chỉ vẽ cho nó vừa hợp mắt thôi. Hợp mắt thôi rồi mình dặm màu lên cho nó bằng với cái màu gỗ thực tế mình cần bùa thôi. Thì để mình xử lý vết đen đó mình xài cái gì? Mình xài bông gòn hả? Đâu bông gòn nè, bông gòn nhúng vô cái gì? Lót với loại, pha thêm xăng. Lót ha, lót mày pha thêm miếng xăng cho nó lõn ra thôi nha. Để mục đích là để cho nó mau khô với nó ướp bông gòn dễ chấm màu thôi, màu bột nè. Những xài màu bột đá màu vàng với bột đá màu đỏ thôi. Đó, rồi bây giờ anh lấy sao anh làm thử coi. Lấy xíu vàng hả? Xíu vàng đi trời bôi cho nó nhè nhè nữa ha. Nó đều ra hết rồi. Rồi dặm màu vàng trước ha. Ủa tại sao mình không dặm bằng Excel? Excel mau lộ. À Excel thì nó mau lộ nha mấy anh. Như Excel thì tầm mấy tháng thì nó bắt đầu nó lộ ra. Tầm khoảng nhanh nhất là khoảng 3 tháng. 3 tháng đến mấy tháng? 3 tháng đến 6 tháng là lộ rồi. À tại xài Excel 3 tháng đến 6 tháng khả năng nó lộ nha mấy anh. Còn cái này là được mấy tháng? Cái này phải được 5 trở lên. Cái này được 5 đến 2 năm không? Không tới đâu. Tầm năm ha mấy anh, cái này được tầm năm ha, nó hơn sẽ lâu hơn Excel. Có cách nào mà cho nó lâu được mấy năm không? Màu xịn thì nó vấn đề là sử dụng cái màu bột xịn đúng không? Xịn lâu hơn. Rồi ok hiểu. Đó đầu tiên là ấy màu vàng lên. Tô màu vàng vô cái chỗ mình cần bùa ha. Bột màu vàng á mấy anh. Sau cái tiếp theo mình làm cái gì? Chấm vàng cái đỏ chung với nhau. Rồi giờ tiếp theo mình chấm vàng với chấm đỏ. Đỏ ít thôi. Đỏ ít tí xíu thôi nha mấy anh. Đâu cho nó đâu rồi. Đó, cho nó hơi cam tí xíu thôi nha. Cam ra tí cho nó tương đồng. Rồi ok rồi bắt đầu vẽ lên. Chỗ nào cây nó đỏ quá thì nhiều màu đỏ, cây đỏ ít thì mình chấm ít màu đỏ. Có nghĩa là tùy theo cái màu cây nha mấy anh. Tùy theo cái màu cây mà mình tạo. Cái này thấy nào video này cũng có mấy thanh niên kia vô chém gió cho coi nè. Vấn đề mấy anh có chơi không chơi cũng chả ảnh hưởng gì hết á. Vấn đề là ở đây em làm cho những cái người mà những cái anh em nào mà cần tìm tòi mà chưa biết cách làm. Còn mấy anh biết rồi mấy anh coi tốn thời gian mấy anh thôi à. Đó con bò luôn kìa. Chém gió quá, bò bức xúc luôn kìa. Đó, bây giờ thấy nó đó. Tương đồng với cái màu nền này rồi, tại vì mình còn lên màu nữa thì lấy nhám nhám Nhật 400 sao nhẹ nó qua cái. Rồi ok, lấy nhám Nhật 400 ha. Nhám giấy á, so nhẹ nó qua cái vết mà mình mới vẽ lên màu đỏ với màu vàng đó đó. Sao cho hết cái đường, hết cái cột màu đó. À so cho nó láng, màu. So sơ nhẹ thôi nha mấy anh, cho nó láng màu chứ không nó tới gỗ lại lại bù lại á. Này chưa đâu, tí nữa rồi mình mới sử dụng cái kia mình tẻ vân đúng không? Bây giờ là hương. Hương hai màu cơ bản của nó là nâu và cánh gián. À, pha màu gỗ hương thì màu nâu màu cánh gián đúng không? Nhưng mà mình sẽ đi cánh gián trước, chứ không đi nâu trước. Nâu giống như là cho cái vân nó đậm lên thôi gì? Cho cái vân nó rõ lên một chút thôi. À, ok. Rồi cái này mà cánh dán chấm nhẹ tí xíu nha mấy anh. Xoay ra cho nó nhẹ. Lên tí xíu đầu rồi nè. Đó, mấy anh cứ coi mấy ảnh làm đi chứ cái này khó chỉ lắm mấy anh. Này sẵn em thấy hay em quay cho mấy anh tìm hiểu thôi. Cái này phải làm nhiều, phải học nhiều. Cái lại ảnh cũng vẽ cũng không có gì quá xuất sắc đâu. Tại vì cái vẽ này có một chuyên gia, có người thợ, họ đi vẽ những cái vết này họ ăn tiền thôi. Còn thợ sơn thì họ ít vẽ lắm. Chắc mấy anh kia anh học trường mỹ thuật đồ ra đó, anh có khiếu vẽ anh mới vẽ vân đồ nó đẹp. Còn mấy anh này thì đồ giá tới đây thì mình làm khống chế cho đừng có lộ quá thôi. Đó, đầu tiên anh lấy cái cánh dán anh bỏ bông gòn tí xíu cánh dán anh vẽ vân tạo sơ sơ thôi nè. Bây giờ mấy anh nhìn vậy mấy anh đừng sợ nha. Mấy anh nào mà chưa làm bao giờ đừng có sợ tại còn dặm màu nữa. Dặm màu tới em quay luôn, chắc chắn là nó đồng luôn. Sẵn là cái anh nào mà hồi sáng có hỏi em cái cách pha màu gỗ hương á, gỗ dán hương á, vô coi luôn nha. Cái tủ thờ này là bằng gỗ dán hương á. Nó có nhiều loại cây, nó vừa có cây hương vườn, cây hương rừng trong này nè. Nó lệch màu tùm lum hết. Giờ cảnh dán xong rồi. Rồi cảnh dán xong rồi, giờ bắt đầu lấy nâu đen hả? So nữa hả? À, tiếp tục so nhẹ một lần nha mấy anh. So nhẹ thôi nha, không có mất vân á. So cho nó láng bề mặt thôi. Bạc bớt đi. À, cho nó bạc bớt màu đi ha. Bạc rồi chấm màu nâu. Nhẹ màu nâu thôi, đừng có đậm màu nâu. Rồi ok, giờ tới màu nâu ha. Giờ lấy màu nâu, lấy tí xíu màu nâu thôi, lấy nhẹ màu nâu thôi. Có cái anh BU thời cấp sớm á, ảnh vẽ cái này chùm luôn á, mấy anh cứ kêu ảnh cùi bắp, cùi nho gì. Ảnh vẽ cái này chùm luôn á. Ảnh quan trọng là ảnh sơn công trình, ảnh nhận giá sao, ảnh sơn có hết tay nghề không thôi đó. Đó, lấy màu nâu đó mấy anh, đi. Để em ngồi gần lại cho mấy anh coi. Đây. Đừng sợ lộ nha, mình còn dặm màu cho nó đều màu lại nữa. Rồi mình phải lấy nhá mình so bớt đi nữa cho nó lợt lại rồi mình mới dặm màu lại nữa. Thì tùy vết tùy gỗ mà có cách xử lý khác nhau chứ không phải là lúc nào cũng phải xử lý giống vậy đâu. Rồi giờ so đi là được. Rồi giờ so đi. Rồi giờ so đi xong bắt đầu pha màu gỗ hương bình thường là dặm thôi mấy anh. Pha nó sẽ như cái tấm này nè, cái tấm này đúng không? Pha theo cái màu này. Ở trên này nó vàng hơn nè thì sẽ pha theo màu này. Thì chắc chắn là vết đó là sẽ đỏ như cái tấm này rồi. Thì xíu nữa pha màu dặm xong rồi em quay với mấy anh coi coi là nó đồng chưa nha. Quay tổng không? Bù thêm vết này nè mấy anh, đen bù nữa nè. Đó, tạo vân vậy thôi rồi dặm màu lên thôi. Tấm này nó màu khác nữa nè, độc không? Cùng một cái tủ mà cái tấm này nó màu khác. Màu xám xám vàng vàng. Đó, anh đang vẽ là tí anh dặm màu lên là đều hết nè. Trên này nữa hả? Đây. Đó, trên này còn vết nữa nè. Để tí anh bù em quay luôn nha mấy anh luôn. Cái này làm nhiều thì vẽ đẹp thôi nha mấy anh. Làm nhiều tay nghề nó lên mình vẽ đẹp thôi. Còn cái chuyện đẹp xấu thì tay nghề non, tay nghề này kia thì khó nói lắm. Đâu ai rảnh đâu, cứ ngồi đi vẽ này hoài được. Nhận cái tủ, nhiều khi nhận cái tủ này nhiêu. Tủ này nhận nhiêu? Tủ này nhận 4 triệu mà làm trong ngoài như nhau nha, mờ 100 đó nha. Rồi không còn vết đinh, vết này kia đó. Là sơn ở trong cũng như ở ngoài đó mấy anh. Mà ngồi mà vẽ mấy này tốn hết mấy ngày thì thôi nghỉ luôn. Lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi vợ nuôi con. Nên là tùy tình huống. Cái anh mà có mấy anh kia hay vô mà anh sơn ở công trình đó, sơn bóng 2K đó, anh nói ảnh vẽ còn đẹp hơn anh này nhiều đó. Mà ảnh giờ anh còn bỏ luôn, anh không vẽ nữa, không có thời gian luôn. Cuối năm rồi đồ BU đồ nhiều á, anh không vẽ luôn á. Rồi ok, khi nào pha màu dặm màu em quay luôn cho mấy anh toàn thể luôn. Cho cái anh kia anh cần màu pha màu dáng hương coi luôn. Hướng dẫn pha màu dáng hương nè mấy anh. Anh nào hỏi em vô coi video này kỹ kỹ giùm em nha mấy anh. Anh nói ơi, video này pha màu dáng hương đó. Can này can 2 lít, anh đổ lót vô can 2 lít nè. Rồi pha ngược ra lại hả? Là pha vô đó luôn đúng không? Rồi anh lấy can này là can lót 2 lít nha. Trong đó có màu gì chưa? Chưa. Can đó chưa có màu đúng không? Rồi ok. Can này can lót chưa có màu nha mấy anh. Thì pha màu dáng hương nè. 2 lít thì anh pha bao nhiêu màu nè? Bây giờ anh nói sao? Có nghĩa là bây giờ là cái tủ này nó rất là nhiều màu hương. Rồi ok, rất nhiều màu hương. Mình phải xác định được là mình phải chọn cái màu hương nào để mình pha. À, mình muốn theo màu nào đúng không? Như cái này mình muốn theo màu này. Cái này nó trắng quá, mình muốn theo màu này. Những cái chỗ này nó trắng hơn cái này nè. Cái này là nó trắng giác nè. Mình phải lấy làm sao như này. Bây giờ là mình lấy màu hương. Màu hương này là nó đỏ nhiều hơn là nhưng màu này nó đỏ quá rồi nè. Đỏ quá đúng không? Vậy là mình lấy theo cái thanh kia đúng không? Là mình lấy theo thanh này. Rồi. Nó hơi đỏ. Hơi đỏ rồi. Rồi mình sẽ thêm màu bánh tráng vào nhiều hơn. À, thêm màu bánh tráng vào nhiều hơn. Còn muốn lấy đỏ như cái tấm kia đỏ đậm kia thì nhiều cánh dán hơn nữa thôi. Thêm tí màu nâu vô là tự động. Rồi ok, thêm tí màu nâu đó. Thì một cái vấn đề mấy anh phải xác định. Lít màu này. Rồi. Để, cánh dán từ từ để nói đã. Vấn đề là mấy anh xác định là muốn lấy theo cái thanh nào mà mấy anh mới pha được thôi. Rồi, đợi anh xíu anh nghe điện thoại mấy anh nè. Rồi tiếp này mấy anh, bây giờ cái can này là 2 lít lót nè, bây giờ pha màu để sơn một cái tủ đó. 2 lít này thì lấy tỷ lệ sao nè. Giờ cũng sử dụng 3 màu nha các bạn, cánh dán vàng và nâu. Rồi chủ đạo là 3 màu, chủ đạo của nó là màu cánh dán nhiều hơn. Rồi vì cánh dán mình đang lấy màu đỏ này cho nên mình sẽ lấy cánh dán nhiều hơn. Như Hương mà mình muốn chọn cái màu đó, nó vẫn sáng nhưng mà nó vẫn lấy màu thành màu tông đỏ, thì mình sẽ một can 2 lít này mình sẽ bỏ tầm 2 nắp cánh dán. Rồi một can 2 lít này lấy tầm 2 nắp cánh dán để pha cái màu hương đỏ này mấy anh, màu dán hương đỏ nha. Còn tùy gỗ nha mấy anh. Này em làm riêng cho cái anh kia thôi. 2 nắp bánh dán mình sẽ bỏ tầm khoảng nửa nắp nâu. Rồi nửa nắp nâu. 2 nắp cánh dán nửa nắp nâu. Rồi màu vàng là bao nhiêu? Màu vàng chỉ một chút xíu thôi để cho nó dịu lại cái màu cánh dán, và màu nâu này đừng để nó quá đỏ. À màu này khác màu gỗ đỏ ha. Màu gỗ đỏ là một vàng luôn đúng không? Một vàng luôn. Màu vàng này chỉ nên lấy cái tầm nửa nắp trong 2 lít. Chưa tới nửa nắp. Chưa tới nửa nắp hả? Có nghĩa là 1/3. 1/3 nắp thôi. 1/3 nắp. Có nghĩa là nó ít hơn cái màu bữa pha gỗ đỏ nha mấy anh, khác tí xíu. Chủ yếu là mình lấy màu gì mình mới bắt đầu mình mới canh chỉnh được. Lấy màu cánh dán. Thì biết rồi, vấn đề biết rồi, không giống video kia. Có nghĩa là mình muốn dặm màu sao? Cái này là màu hương. Đó, anh muốn dặm ra cái màu này nè. Mấy anh muốn dặm ra cái màu này nè. Thì anh lấy là 2 nắp cánh dán, một nửa nắp màu nâu với 1/3 nắp màu vàng. Còn khi nào mà muốn dặm ra màu này nè thì anh thêm nâu vô, màu đỏ đậm này thì anh thêm nâu vô. Đó là quan trọng là mình thích dặm nó màu nào thôi mấy anh. Chứ không có đậm hơn hay nhạt hơn là thích, đậm hơn thì thêm chút màu nâu mà nhạt hơn thì bớt tí. Cái đó là dựa theo kinh nghiệm. Là mấy anh muốn đậm hơn thì thêm chút màu nâu, còn muốn nhạt hơn thì thêm bỏ màu nâu đi hả? Bớt màu cánh dán. Bớt màu cánh dán lại. Rồi ok. Thì đó cái này là có kinh nghiệm mấy anh ơi, phải thử màu ra trước nha. Sau còn dặm cái này á, anh nào thấy mấy chỗ màu vàng không? Màu vàng đó thì mấy anh phải dặm nó khác. Đi nó kiểu như là ví dụ như cái chỗ bên kia đi một lớp à. Hay chỗ đậm hơn đi có một lớp à, còn chỗ vàng nó đi phải 2-3 lớp vậy đó cho nó đồng màu với nhau. Vấn đề là mắt mấy anh phải quan sát được. Cái này cũng khó hướng dẫn lắm mấy anh. Làm nó còn lệ thuộc vào kinh nghiệm nữa. Còn công thức pha màu á, chủ yếu công thức pha màu tỷ lệ kiểu 2 nắp này nửa nắp kia á, là khi là có nghĩa là khi là xài 2 nắp cánh dán thì nên là xài nửa nắp màu nâu hay là 1/3 nắp màu vàng, là để cho cái tỷ lệ nó ra cái màu hương này thôi. Chứ còn gỗ này mà nó vàng hơn hay nó đỏ hơn là phải pha khác nữa. Đó thì em lấy ví dụ trực tiếp là cái tủ này, rồi cứ dặm bình thường thôi. Cứ mở bình thường đi. Thì giờ nó hơi ồn nhưng anh bắt buộc phải dặm màu thì anh phải mở mấy hơi thôi, mấy anh coi tham khảo cho vui thôi. Cái anh mà cần hướng dẫn pha màu dán hương á, thì tham khảo thôi. Đây là anh dặm màu nè mấy anh. Vết này anh bùa anh dặm màu lên là nó gần đồng màu hết luôn rồi mấy anh. Nó không nhìn xa mình thấy nó không có lộ lắm là được rồi. Đó. Đeo khẩu trang vô, màu cũng độc lắm á. Đeo bảo hộ mặt nạ đầy đủ nha mấy anh. Đó, anh đang dặm cho mấy cái thanh mà nó màu vàng, anh dặm bằng mấy cái màu xung quanh đó mấy anh. Dặm màu mà đậm quá nó cũng không đẹp đâu. Dặm cho nó gần bằng nhau, tương đồng nhau, nhìn cho nó thẩm mỹ thôi. Chứ anh dặm vô màu nó tối quá cũng không đẹp đâu. Có nghĩa là nhìn theo con mắt mình có kinh nghiệm mình nhìn thôi. Mình thích màu tới đó rồi mình dặm tới đó thôi. Chứ tùy thuộc mấy anh nào thích đậm hơn dặm đậm hơn, thích lợt ra dặm lợt ra vậy thôi. Đáng lẽ em quay video phun bóng cái này luôn. Cái bóng này cũng khá đặc biệt. Cái bóng này tỷ lệ nó 1/3, 1/4 vậy, khá đặc biệt. Nó là bóng nano nhưng mà em chắc em không có thời gian nên em quay hết cái màu này là em về thôi. Ở đây cả ngày rồi mấy anh ơi. Tết nhất quá trời công việc luôn, rồi ở đây quay video hướng dẫn nè. Mấy anh thấy không, mấy cái chỗ mà nó đỏ hơn ảnh không có dặm nhiều đâu, ảnh đi sơ qua một cái thôi, chủ yếu là dặm cái màu lợt hơn. Cái chỗ mà nó vàng hơn anh là mấy anh là anh dặm thêm một lớp nữa đó mấy anh. Dặm cái nào nó bằng màu kia là ok. Đứng từ xa thấy cũng tương đối bằng rồi đó, tại vì mấy cái huỳnh kia là xả nhám, nó đang bạc nhám thôi. Chứ mà phun bóng lên là nó khá đều rồi đó. Trời đều nè mấy anh, đây nha mấy anh. Lấy cái thanh màu này ra màu này nha mấy anh. Cái này nó bị ánh sáng nó bóng lên nha, chứ không phải là nó còn vàng đâu. Không có góc tối tối vậy dễ nhìn. Đây nè, đó. Đó, nó khá đều màu so với thanh anh muốn lấy rồi đó. Còn cái tấm này nó đỏ quá rồi thì chịu thôi, cứ dặm đỏ xuống như vậy thì nó lại xấu, nên thôi, dặm tới đây thôi. Đây còn cái vết này nè. Anh bùa nãy nè, dầm lên nó cũng tương đối rồi nè. Nó cũng bớt đi rồi, đỡ lộ rồi. Thì rồi clip này chắc em dừng tại đây. Tại em chỉ hướng dẫn cái cách mà xử lý vết đen thôi. Cách xử lý vết đen với dầm màu dáng hương cho anh kia coi thôi. Thì video cũng dài rồi, chắc có thể có dịp khác em quay tiếp cho mấy anh coi ha. Ok, em cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Đây dặm xong màu nè mấy anh. Cái tấm giữa không dặm nha mấy anh. Tấm giữa không hết cây sao không chơi miếng cẩm vô đó, đó. Là không dập. Mấy cái vé cẩm kêu không dặm luôn. Đó, dặm tổng thể qua là nó cũng khá là đều màu rồi. Nhưng mà muốn là đạt mà đồng màu hết 100% khó lắm nha mấy anh. Mình làm đây chủ yếu là tầm khoảng 80 mấy 90% giữa ý chủ nhà là được. Đó, như này dặm màu dáng hương nha mấy anh. Trong này quay hơi tối, giờ cũng chiều rồi, cũng gần 5-6 giờ, 5 giờ mấy 6 giờ. Bật đèn lên thì quay cái màu nó khó lắm, trừ khi nào ra nắng thì quay mới nhìn được. Mà nhìn ngoài mắt thường thì theo em thấy là nó cũng tổng thể nó cũng tương đối đều rồi đó. Thì lý do là sao mình phải dặm màu vậy? Cái vết bùa ở dưới em cũng không lại quay được. Vết bùa ở dưới thì cũng nhìn đó, mấy anh nhìn nó cũng tiệp vô rồi đó. Cũng tiệp vô miếng cẩm rồi, nhìn cũng không có thấy lắm đâu. Thì dặm màu tổng thể này chủ yếu là để cho nhìn nguyên cái bức tranh tổng thể là nó đều, nó đồng nhất, nhìn nó thẩm mỹ thôi. Chứ không dặm lên chỗ trắng, chỗ vàng, chỗ xanh, chỗ đỏ từ lưa nhìn kỳ lắm. Rồi ok, anh nào cần dặm màu dáng hương vô tham khảo cái khúc cuối này cũng được. Anh nào cần tham khảo mấy cái lúc mà bùa mấy vết đen thì vô coi khúc đầu. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha.